Những ai còn nhớ cảnh xem phim trên màn ảnh rộng này chắc hẳn giờ cũng đã lên ông bà hoặc thuộc lớp người có tuổi. Với thế hệ sinh ra vào những năm 50-60 của thế kỷ trước, phim chiếu bóng lưu động đã gắn liền với ký ức tuổi thơ. Cứ mỗi khi có tin đội chiếu bóng về, cả làng, cả xóm bỗng náo nhiệt, sôi động tưng bừng, tưởng như mở hội. Thường thì khoảng sân của khu tập thể hoặc sân đình, bãi bóng sẽ được trưng dụng là bãi chiếu phim. Ngay từ chiều, loa phóng thanh đã liên tục gọi thông báo nội dung giờ chiếu. Nhà nhà náo nức sửa soạn ăn cơm từ sớm để ra bãi xem phim chiếu bóng. Ngày ấy, phim ảnh là món ăn tinh thần được người dân yêu thích nhất. Chiều đến, trẻ em rủ nhau đi rải chiếu hay xếp gạch, xếp ghế xí chỗ. Thanh niên nam nữ hẹn hò nhau xem phim vui như hội. Rất nhiều người đi bộ dăm 7 cây số để được xem phim. Những bộ phim Chúc một dòng sông, Đến hẹn lại lên, Bài ca ra trận, Sắp bắt cướp đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được trong đời sống và in đậm trong ký ức của nhiều lớp người thời bấy giờ. Này, cho đạp xe phát điện vào phòng mổ ngay nhé. Mỗi khi mà được nghe tin mà đoàn chiếu bóng về để phục vụ bà con thì thực ra lúc bây giờ là thời điểm ấy thì chưa có tivi, chưa có những cái thông tin như bây giờ. Cho nên là thậm chí là những buổi chiếu phim phải là ăn cơm sớm này, thì là chuẩn bị này, quần áo rồi là rủ nhau đi ra để chiếm cái chỗ ngồi để xem, háo hức xem. Nhất là những cái phim mà bây giờ tôi nghĩ là nó thuộc về đề tài chiến tranh chống Mỹ, rất là phấn khởi và rất là phấn khích trong việc đi xem phim mà hiểu biết được về cái thời cuộc chiến tranh lúc bây giờ. Có những bộ phim như là Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn này, thế rồi những phim mà Đất tổ nghìn xưa với cái đề tài phóng sự Đất tổ nghìn xưa, sau khi xem xong mình thấy nó có một cái gì đấy nó lắng động, nhớ quê hương rồi là yêu quê hương như thế nào, rồi mình có trực tế trong chiến trường, mình có năm tháng ở trong chiến trường, thấy là nó lắng động, nó sâu sắc. Ngày ấy, có phong trào học và làm theo phim được nhân dân tích cực hưởng ứng. Các bộ phim tài liệu khoa học về sản xuất nông nghiệp được chiếu phục vụ bà con nông dân xem để ứng dụng vào cuộc sống. Nhất là các bộ phim về đề tài lịch sử, giáo dục tinh thần yêu nước luôn là nội dung thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tổ chiếu bóng lưu động thời đó biên chế thường có 7 người và phương tiện vận chuyển là những chiếc xe thồ chở thiết bị. Nơi họ đến là những nhà kho, trường học, nhiều điểm chiếu xa nhà dân. Sau mỗi buổi chiếu, có khi ngủ lại luôn tại nhà kho hợp tác xã hoặc trường học, chùa làng. Họ là những người tâm huyết với phim ảnh, tình nguyện tham gia đội chiếu phim, giống như mô hình các câu lạc bộ bây giờ. Dù thực hiện nhiệm vụ trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, gian khổ và thiếu thốn, nhưng những người làm công tác chiếu bóng đã chuẩn bị kỹ càng các điều kiện về máy móc, thiết bị, các tư liệu, tài liệu với mong muốn những thước phim được chiếu lên thực sự là món ăn tinh thần để khích lệ niềm tin tưởng, phấn khởi, quyết tâm sản xuất, chiến đấu của quân và dân ta giai đoạn đó. Thất khăn quàng đỏ cho chúng em. Ngày ấy, chúng em còn là học sinh cấp 1. Bây giờ chúng em đã tốt nghiệp cấp 3. Những chiếc máy chiếu phim nhựa 35 ly, máy chiếu video, những cuốn phim tư liệu quý giá này đã trở thành ký ức và niềm tự hào một thời của hoạt động phim chiếu bóng. Trong ký ức của thế hệ những người làm chiếu bóng mấy chục năm về trước, không thể quên kỷ niệm về những buổi chiếu bóng đặc biệt. Thời gian đó thì không có gì hơn cả, chỉ có mỗi chiếu bóng là cái hoạt động văn hóa và phục vụ cho bà con nhân dân ở các nơi. Khi mà chiếu bóng đã về, dán tờ ấp phích màu vàng ở đầu làng, đầu xóm, đầu ngõ là bà con phấn khởi lắm, rồi xôn xao hết cả một vùng. Chiều thì lại chuẩn bị cơm nước, rồi tối ra để là giữ chỗ để xem phim. Có những khi mà đang chiếu phim rất là hay, trời mưa nhưng bà con cũng không về,
cứ ngồi lại để xem cho đến hết thì thôi. Và khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh như thế thì anh em chúng tôi cũng lại càng phải cố gắng hơn nữa để phục vụ cho bà con. Có những buổi chiếu đang dở dang như thế này, cái có báo động thế là phải tắt hết tất cả. Và cũng phải làm sao để đảm bảo an toàn cho máy móc, rồi tài sản của nhà nước, nhưng mà cái quan trọng nhất tức là tính mạng của nhân dân, của bà con đi xem. Thế nhưng mà những cái kỷ niệm đó có lẽ cũng theo chúng tôi coi như là đi suốt cuộc đời, không thể nào quên được. Hầu như các buổi chiếu đều bằng máy nổ hết, chứ không có bằng điện như vậy, có rất ít. Vì thế tất cả cái nhu cầu sinh hoạt, văn hóa, đời sống của nhân dân trên thị xã thì chỉ trông chờ có mỗi cái rạp chiếu bóng 29 thôi. Thời đó nói chung là chỉ có là chiếu bóng là duy nhất thôi. Cái chương trình mà vô tuyến các thứ về truyền thông của mình lúc nó vẫn còn ít, nó chưa phát triển. Thế là anh em chúng tôi làm ở đây thì mặc dù vất vả nhưng cảm thấy phấn khởi. Những năm sau đó, khi xuất hiện loại hình giải trí mới là video, hoạt động chiếu bóng đã dần bị thu hẹp, lượng khán giả ngày một ít hơn. Đến thời kỳ bùng nổ của các loại hình giải trí như băng đĩa, đầu thu HD, Internet, chiếu bóng dần thưa vắng khách. Ở khu vực thành phố, các rạp chiếu bóng, khán giả ngày càng thưa thớt vào mỗi buổi chiếu. Trước thực trạng khó khăn này, để tồn tại, hoạt động chiếu phim đã được xác định phải đổi mới, đầu tư công nghệ, phương tiện máy móc mới để phục vụ nhu cầu khán giả. Các rạp chiếu phim được đầu tư về máy chiếu phim công nghệ phim HD, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất như phòng chiếu, ghế ngồi. Ngày nay, địa điểm chiếu bóng vẫn là nơi sinh hoạt cộng đồng của một cơ quan, đơn vị hay nhà sinh hoạt cộng đồng nào đó. Nhưng máy móc, chất lượng phim hiện đại hơn. Chỉ cần chiếc USB nhỏ và chiếc máy chiếu gọn nhẹ, các đội chiếu bóng lưu động có thể mang hàng trăm bộ phim thuộc nhiều thể loại, đề tài đến với người dân. Thực tế cho thấy, công tác chiếu bóng và phổ biến phim vẫn có vị trí riêng trong đời sống hiện đại, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, chưa có điều kiện tiếp cận với các tác phẩm điện ảnh đặc sắc hay cập nhật thông tin từ các kênh truyền hình, thông tin đại chúng. Phim chiếu bóng ngày nay không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin giải trí cho nhân dân. Chiếu bóng lưu động còn là hình thức phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị một cách trực tiếp, hiệu quả. Từ năm 2017, phòng phát hành phim và chiếu bóng trực thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố được kiện toàn với 5 đội chiếu bóng lưu động và 1 đội chiếu phim lưu động văn phòng. Trung tâm đã triển khai các đợt phát hành và chiếu phim tại các rạp Kim Đồng, rạp mùng 2 tháng 9, thị xã Sơn Tây. Các đội chiếu bóng lưu động tổ chức các đợt chiếu phim tuyên truyền phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, các đội chiếu phim lưu động đã chiếu phim phục vụ tại 100% các xã vùng cao, đồng bào dân tộc tại các huyện Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức, Thạch Thất và Sóc Sơn. Trung bình hàng năm, phòng phát hành phim chiếu bóng tổ chức hàng chục buổi chiếu phim lưu động và biểu diễn nghệ thuật. Gần 200 buổi tuyên truyền tại chỗ, từ 600 đến 700 buổi tuyên truyền lưu động. Trong thời đại phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số mạnh mẽ, sự phát triển nở rộ của các rạp chiếu phim hiện đại cùng với các loại hình giải trí đa dạng, chiếu bóng lưu động, kênh thông tin tuyên truyền giải trí hấp dẫn một thời phải tự tìm lối đi riêng và hướng tới đối tượng khán giả phù hợp cho mình. Tổ chức các cái hoạt động chiếu phim tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn nhân dịp các cái ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn của thủ đô và đất nước, thì có thể tổ chức những tuần phim theo cái sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc mà giáo dục chính trị tư tưởng cho các thế hệ trẻ là một cái việc làm hết sức cần thiết. Qua các cái việc chiếu các cái bộ phim tuyên truyền, những cái bộ phim truyện, bộ phim phóng sự tuyên truyền của đất nước này, rồi của thủ đô Hà Nội, thì sẽ gắn để mà làm sao phát huy nhất cái sự thu hút của giới trẻ vào cái sự quan tâm trong cái sự phát triển của thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung. Một số những bộ phim đã được Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai xuống các tỉnh, thành phố, thì chúng tôi cũng đưa coi đây là một nhiệm vụ là trọng tâm và làm sao để cái nghệ thuật điện ảnh càng tiếp cận và đáp ứng được cái nhu cầu hưởng thụ của đời sống nhân dân, thì là một những yếu tố để thúc đẩy cái sự phát triển trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.
Bằng tâm huyết và tấm lòng yêu nghề, ngoài chiếu phim thực hiện nhiệm vụ, thành viên các đội chiếu bóng lưu động còn làm tốt công tác dân vận, tích cực tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, phim điện ảnh của nhân dân để lựa chọn bộ phim phù hợp. Các buổi chiếu phim của trung tâm rất phong phú, đa dạng với nhiều nội dung như ca nhạc, phim phóng sự tài liệu, phim hoạt hình dành cho thiếu nhi, phim truyện. Các bộ phim phóng sự tài liệu tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, kiến thức về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, kế hoạch hóa gia đình, xóa đói, giảm nghèo đã góp phần động viên nhân dân, phát triển kinh tế, gìn giữ an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Với phương châm hoạt động, mang đến những bộ phim thiết thực, phù hợp đến với những khán giả xa gần. Các đội phát hành phim chiếu bóng trực thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội không chỉ phục vụ lượng khán giả truyền thống mà còn đến với khán giả là công nhân trong các khu công nghiệp, học viên những trung tâm dạy nghề, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn thành phố. Hoạt động của đội chiếu bóng lưu động này trước đây thì mới cái ưu tiên ở các khu dân cư, nhưng mà tôi nghĩ là cái môi trường học là một môi trường rất cần, có thể nói đây là một cái thị trường rất cần, bởi vì các con mới đang được học ở sách giáo khoa ra, và với cái lượng kiến thức mà thầy cô mới gọi là các chuyên đề phù hợp với từng bài giảng thôi, chưa thể có được những cái thước phim sống động, những cái bản quyền, có thể nói đó là một cái giá trị riêng để các con được trải nghiệm, được thực sự là cần thiết. Tập 2009 đó là những cái ký ức mà không thể nào quên của những ngày trước, khi mà thời kỳ phương tiện thông tin đại chúng còn chưa bùng nổ như bây giờ, thì cái dạp 2/9 nó gắn liền tất cả những cái ký ức của chúng tôi qua những bộ phim về giáo dục nhân cách cũng như là về kỹ năng sống, hoặc là những bộ phim lịch sử, bộ phim chính trị mà giúp chúng tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Thông qua cái thiết chế của dạp 2/9 thì nó cũng là một cái để giúp cho người dân Sơn Tây hiểu thêm được cái nền điện ảnh thứ bảy, và cũng hòa chung với cả các cái thiết chế văn hóa thể thao của trên địa bàn, thì đây cũng là một trong những cái điểm nhấn, và chúng tôi nghĩ rằng để sau này khai thác đi vào sử dụng thật hiệu quả của dạp 2/9 sẽ là một cái điểm đến để cho những người dân, đặc biệt là những cuối tuần khi mà phố đi bộ hoạt động, thì đây cũng là một cái điểm đến để cho nhân dân cũng như là nhân dân các vùng lân cận đến với thị xã Sơn Tây. Hoạt động của các đội chiếu phim lưu động đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao. Công việc giờ đây âm thầm hơn, song họ vẫn lặng thầm bền bỉ, phát huy vai trò là cầu nối gắn bó, mang văn hóa, chủ trương, chính sách pháp luật đến với người dân ở cơ sở, đặc biệt là các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa khó khăn. Những đội chiếu bóng lưu động mang đến với bà con không chỉ là phim ảnh giải trí, mà còn là những kiến thức về giáo dục, văn hóa. Quan trọng hơn, những buổi chiếu phim đó còn là sự gắn kết những người dân vùng bản đó với nhau. Bền bỉ, lặng thầm, khắc phục mọi khó khăn, những đội chiếu bóng lưu động đã và đang góp phần quan trọng, lan tỏa, kết nối, làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân và trở thành nét đẹp văn hóa cho các vùng quê. Với cái hoạt động chiếu bóng lưu động về với địa phương xã Khánh Thượng, thì chúng tôi cũng đây coi như là một cái hoạt động sinh hoạt chính trị, đặc biệt là đối với người dân thì cũng là một cái, và địa phương là một cái kênh tuyên truyền đối với những cái nhiệm vụ chính trị của đất nước, của thủ đô đến với người dân rất là thiết thực. Và trong cái quá trình tổ chức chiếu bóng ở tại địa phương thì chúng tôi ghi nhận cái sự công tác chuẩn bị của đơn vị chiếu bóng, chuẩn bị những cái bộ phim, những bộ phim rất là thiết thực, đặc biệt là về những cái nhiệm vụ chính trị của đất nước, của nói chung, để truyền tải đến bà con nhân dân cái mong muốn của địa phương và bà con nhân dân, thì những cái nội dung về chiếu bóng thì muốn thêm là có những cái đổi mới và đa dạng hơn, đặc biệt là những bộ phim về ý nghĩa lịch sử và những cái truyền thống, để truyền thống giáo dục cho các thế hệ trẻ, và đặc biệt là những cái bộ phim đối với địa phương chúng tôi mong muốn là về cái nhiệm vụ phát triển kinh tế. Khánh Thượng Ba Vì là xã nằm ở sườn tây núi Ba Vì và là một trong những vùng điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, song luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền các cấp,
cùng với các chính sách đầu tư phát triển nông thôn mới, phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng cơ sở, đời sống tinh thần của nhân dân được quan tâm. Các buổi chiếu phim lưu động đến với bà con nhân dân nơi đây luôn được quan tâm đón nhận và trở thành hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng thiết thực, ý nghĩa ở địa phương. Thôn Xui Quán, vùng sâu vùng xa của xã Khánh Thượng, mà là cách xã Khánh trung tâm xã Khánh Thượng là 7 cây số, thì rất là vinh dự được cái đoàn phim về đây chiếu lưu động cho toàn dân, nhân dân trong thôn để nắm bắt được, để hiểu biết được, và nhất là các thế hệ thiếu niên nhi đồng nắm bắt được về cái lịch sử. Đoàn phim mỗi một lần về cơ sở thì là nhân dân rất là hào hứng. Xem phim TV ở nhà thì là chỉ một người nắm bắt được thôi, thế một trong gia đình thôi, nhưng mà xem phim tại sân vận động này thì nhân dân rất là phấn khởi, được tất cả là chúng ta là đều tập trung ra đây. Được xem một cái phóng sự hoặc được xem phim ở màn hình rộng như này, đây quả là một cái rất là ý nghĩa, rất là đẹp, mà nhân dân chúng tôi rất là hết sức là được mong chờ. Cái buổi mà như này nó thể hiện cái tình làng nghĩa xóm. Hôm nay được đến là giao lưu, được đến là xem và được đến là như thế này. Chúng tôi rất là, bà con nhân dân rất là phấn khởi. Nó thể hiện cái tình đoàn kết của bà con nhân dân. Luật điện ảnh và chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã khẳng định. Công tác phát hành và phổ biến phim có vị trí riêng với ngành điện ảnh, có vai trò quan trọng trong việc định hướng giáo dục, chính trị, tư tưởng và thẩm mỹ cho công chúng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Song, điện ảnh Hà Nội nói chung và hoạt động phát hành phim và chiếu bóng lưu động vẫn còn gặp nhiều khó khăn như cơ sở vật chất thiếu thốn, không đồng bộ, cơ chế chính sách còn nhiều bất cập. Hầu hết các đội chiếu bóng lưu động của thành phố đều đã được trang bị máy chiếu phim cùng phương tiện, máy móc hiện đại. Có 6 đội chiếu bóng, nhưng mới đầu tư được cho 3 đội có xe ô tô vận chuyển trang thiết bị về cơ sở, còn lại phải đi thuê. Hiện nay, các rạp chiếu phim của trung tâm cũng như các cụm rạp chiếu phim trong nước không đủ nguồn lực cạnh tranh với các cụm rạp của nước ngoài do vốn đầu tư, do cơ chế còn nhiều bất cập, hạn chế, do nguồn phim phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài, dẫn đến doanh thu thấp. Mặt khác, việc phân bố các cụm rạp không đồng đều tại các quận nội thành, trong khi đó tại các quận huyện xa trung tâm hầu như không có rạp chiếu phim. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của công tác phát hành chiếu bóng phim. Đặc biệt, công tác chiếu bóng hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn như kinh phí cấp cho từng buổi chiếu phim còn thấp, nguồn lực con người còn thiếu, chưa được đào tạo bài bản, nguồn phim chưa thực sự phong phú, đa dạng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác phát hành và phổ biến phim đã lạc hậu hoặc xuống cấp, các rạp chiếu bóng do nhà nước quản lý xuống cấp trầm trọng, thiết bị phải đi thuê ngoài hoặc sửa chữa, chắp vá. Thế là bây giờ cái máy không hoạt động được, mà máy là máy mới, mà đến bây giờ không sử dụng, không hoạt động được. Thế nên bắt buộc phải chuyển sang cái ống phóng này, chiếu lấy phim từ ổ cứng để mà truyền đạt đến bà con. Đấy, thì nó gặp rất là nhiều khó khăn, thì bây giờ anh em mà đi chiếu lưu động mà các vùng sâu vùng xa thì lại phải tháo dỡ lên và đưa vào xe đi vận chuyển, đi vùng sâu để mình chiếu phục vụ bà con. Thật ra mà nói là bây giờ thực tế mà về công nghệ thông tin thì nó rất là nhiều đến ảnh hưởng đến anh em đi tuyên truyền phục vụ, nó rất là khó. Hai nữa là bây giờ cái phim ảnh nó lại rất là ít, nó rất là khan để cho anh em khai thác đấy, cái nguồn phim khai thác để phục vụ bà con. Thiết bị này là mâm cuốn phim của hệ thống chiếu phim nhựa có trước năm 2010. Sau khi 2013 thì cơ quan đã đầu tư được hệ thống chiếu phim kỹ thuật số, thì hệ thống này hầu như là không sử dụng nữa. Và lúc đấy thì các hãng phim họ phát hành phim số chứ không phát hành phim nhựa để cho thực hiện chiếu phim nhựa. Vì thế cái hệ thống này bây giờ đang được bỏ không, không sử dụng đến. Có một số các thiết bị cũng đang hỏng hóc và cơ quan có một số các thiết bị thay thế, và thay thế cả cái hệ thống chiếu phim đầu HD và các cái máy chiếu Project. Trong tình hình hiện nay với nhiệm vụ chiếu phim phục vụ chính trị thì hiện tại công nghệ 4.0 thì các gia đình và khán giả cũng đã có các cái thiết bị xem giải trí ở nhà. Vì thế các cái
phim chiếu ở rạp này đối với phục vụ chính trị thì rất khó khăn. Với mức lương và thu nhập khiêm tốn, điều kiện làm việc đặc thù khiến cuộc sống của những người làm nghề chiếu bóng phim rất khó khăn. Nếu không thật sự tận tâm, đam mê gắn bó, sẽ không thể trụ lại với nghề. Những ngày trời nắng như đổ lửa, những đêm mưa rét, những bữa ăn vội vàng cho kịp giờ buổi chiếu. Đặc biệt là các chiến dịch, đợt cao điểm phục vụ bà con đồng bào vùng núi xa xôi, điều kiện đi lại khó khăn, anh em vẫn cần mẫn, mang vác thiết bị, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi chiếu. Trước sự thay đổi và dòng chảy của xã hội, những người làm nghề chiếu bóng vẫn bền bỉ, lặng thầm cống hiến, gắn bó trụ lại với nghề. Nhưng họ cũng không khỏi có những nỗi niềm trăn trở. Nghề chiếu bóng lưu động thì là một nghề rất là vất vả. Đi đêm, đi hôm, càng ngày thì các cái nhân lực về các đội chiếu bóng lưu động ấy càng ngày càng ít đi, tuyển dụng thì rất là khó, bởi vì bây giờ các bạn trẻ họ không mặn mà về cái ngành nghề chiếu bóng lưu động. Cũng rất mong là nhà nước có một cái chế độ đãi ngộ, tức là nó phù hợp với cả các ngành nghề để có thể tới đây có thể thu hút được các bạn trẻ. Để công tác phát hành phim và chiếu bóng lưu động thực sự phát huy vai trò trong đời sống hiện đại, cần nâng chất lượng, đổi mới và phong phú nguồn phim, đặt hàng những bộ phim phù hợp, gần gũi với đời sống của người dân. Cần có quy định cụ thể về cơ chế chính sách, chế độ đãi ngộ cho người làm phát hành phim chiếu bóng, đặc biệt đối với những người làm nhiệm vụ ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, đồng thời có cơ chế về tài chính trong việc đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, gọn nhẹ cho các đội chiếu bóng lưu động. Thành phố Hà Nội là thủ đô và cũng là một trong hai trung tâm điện ảnh của cả nước, nơi có nhiều tiềm năng, nhân tài, nguồn lực và điều kiện để phát triển điện ảnh trở thành ngành có doanh thu cao, đóng góp vào GDP của thành phố, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô. Muốn vậy, cần có môi trường, cơ chế, chính sách thuận lợi, từ đó thu hút được nguồn lực, nhân tố đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh, phát hành phim và chiếu bóng của thành phố. Trong điều kiện hiện nay để khắc phục những cái khó khăn và tồn tại thì ngành phát hành phim và chiếu bóng cũng như là cái bộ phận phát hành phim và chiếu bóng của Trung tâm Văn hóa thành phố cũng đã rất là nỗ lực cố gắng. Cái thứ nhất là tìm thêm nhiều nguồn phim từ Bộ Văn hóa, Cục Điện ảnh cũng như là các hãng phim chính thống được phép lưu hành, được phép phổ biến và phát hành thì chúng tôi cũng đã lưu giữ, đồng thời là đi chiếu cho toàn thể các bà con, đặc biệt là ưu tiên những vùng sâu, vùng xa. Cái thứ hai là hàng năm bảo dưỡng sửa chữa các cái thiết bị, bổ sung thêm để phục vụ cho công tác chiếu bóng, làm sao đấy mà đạt cái hiệu quả tốt nhất để phục vụ cho bà con. Gần 70 năm qua, kể từ ngày Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh năm 1953, cũng là gần 70 năm đồng hành cùng điện ảnh Việt Nam, các đội chiếu bóng lưu động đã gánh trên vai trọng trách của người truyền tải thông tin, mang văn hóa nghệ thuật đến với vùng sâu, vùng xa. Đất nước đang hội nhập và phát triển, nền điện ảnh Việt Nam đang khởi sắc và đạt được những thành tựu đáng kể. Không thể thiếu vai trò đóng góp của những người làm công tác phát hành phim chiếu bóng. Không có điện ảnh, không có chiếu bóng. Và không có chiếu bóng thì điện ảnh chỉ là những thước phim đựng trong hộp sắt lạnh lùng trong kho lưu trữ. Chính phim chiếu bóng đã tôn vinh sự kỳ diệu của nghệ thuật thứ bảy, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà. Văn hóa nước Nam ta, đó là quốc âm. Nếu luật cho nữ nhi ứng thí, nữ sĩ cũng đã giành chiếm bảng vàng rồi.